Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, hơn 300 hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, tài liệu quý, trong đó có nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật lần đầu giới thiệu tới công chúng, đang được trưng bày tại triển lãm Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức. Với cái chức năng nhiệm vụ của mình, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cũng cung cấp cho triển lãm rất là nhiều tài liệu lưu trữ quý hiếm về cái chiến dịch Điện Biên Phủ này, và đặc biệt lần này giới thiệu công lệnh số 100 ngày 24 tháng 1 năm 1954 của pháo binh đội tác chiến Tây Bắc thuộc quân Pháp về việc máy bay Dakota xác định mục tiêu, có thư của tướng Nava viết ngày 11 tháng 5 năm 1954 để đề nghị đại tướng Võ Nguyên Giáp cho phép sơ tán tù binh là thương binh ở Điện Biên Phủ bằng máy bay. Với cái việc tham gia một số các tài liệu lưu trữ quý hiếm về chiến dịch Điện Biên Phủ thì Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và cùng với lại các cơ quan khác để hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến dịch Điện Biên Phủ trong cả nước. Phần mở đầu của triển lãm thể hiện quyết tâm chiến lược của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, khí thế hào hùng của toàn dân tộc trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân năm 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, hoạt động tri ân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội đối với cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh xương máu, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Tiếp đó là phần 1, đường tới Điện Biên, phần 2, quyết chiến, quyết thắng, và phần 3, sáng mãi Điện Biên. Triển lãm là sự tri ân, tôn vinh những chiến công, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, qua đó góp phần tuyên truyền giáo dục cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nghĩa là khi được Đảng Quốc luật và Trần Quải lúc giờ chính viên tiểu đoàn báo là chúng tôi đã bắt được Đặc Cát và toàn bộ bộ chỉ huy của nó, thì cả cái sở chỉ huy chúng tôi cấp trung đoàn đó, nổ tung như là ồ ạt, ngò reo ôm lấy nhau, nước mắt chảy ra sủng sướng. Nhiều anh em nhảy lên trên bờ chiến hào bắn chỉ thiên để thể hiện cái vui sướng của mình là từ nay là chúng ta thắng to rồi, ta quyết tâm đè bẹp cái quân xâm lược của Pháp. Đấy là cái cảm xúc lớn vô cùng, mà đấy là cuộc đời chỉ có một lần như thế. 70 năm qua tôi vẫn nhớ đến những người đồng chí đồng đội của mình nằm lại trên chiến trường Điện Phủ, nhớ đến Bác Hồ, lãnh tụ thiêng liêng và đại tướng Võ Nguyên Giáp, người cả đã có những quyết định vô cùng sáng suốt mới đi tới thắng lợi huy hoàng. Mục tiêu của các cuộc triển lãm chuyên đề của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đó là giới thiệu các cái chuyên đề về các sự kiện lịch sử, trong đó là nhằm tri ân sự hy sinh anh dũng của các cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đây là những cái dịp mà để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam cũng như là thế hệ trẻ ngày nay hiểu rõ hơn về cái sự hy sinh, sự khó khăn của cha ông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết tháng 5 năm 2024 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.